Dàn sao Việt biến sân pickleball thành tụ điểm hẹn hò. Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quỳnh Cun, Bê Trần. Hai cặp đôi màn ảnh bị nghi hẹn hò bí mật khi đi chơi thể thao. Xoài Non, Gio Lê tình tứ trên sân tập, nghi vấn khóa môi ngọt ngào. Phương Ly, Andre đi chơi chung là chuyện quá bình thường. Bất thường là sự xuất hiện của Subin Hoàng Sơn cùng một cô gái. Từ một môn thể thao rèn luyện thân thể, giờ đây pickleball trở nên phổ biến hơn trong giới nghệ sĩ, thậm chí thành tụ điểm hẹn hò của dàn sao Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các cặp đôi bị phát hiện có động thái thân thiết trên sân tập, dấy lên nghi vấn hẹn hò. Vốn là bạn diễn trên màn ảnh rộng, Phương Anh Đào và Tuấn Trần thân thiết được xem là chuyện bình thường, vì dù sao cũng từng đóng cặp trong Mai. Tuy nhiên, cư dân mạng dần hiểu ra điểm bất thường khi thấy loạt hình ảnh do chính chủ đăng lên, cho thấy cả Tuấn Trần và Phương Anh Đào đều đang say mê bộ môn pickleball. Chơi pickleball cũng không có gì lạ, lạ ở chỗ sân tập của Phương Anh Đào và Tuấn Trần có nhiều điểm tương đồng với nhau. Fan couple lập tức so sánh, cho rằng cặp đôi đi chơi thể thao chung nhưng chụp ảnh riêng. Trước đó, Phương Anh Đào và Tuấn Trần đã có nhiều hình ảnh chụp cùng địa điểm. Đến lần sân pickleball tựa tựa nhau gần đây thì nghi vấn hẹn hò được netizen đồn đại nhiều hơn bao giờ hết. Cũng là một cặp đôi màn ảnh nhưng là phim truyền hình. Bê Trần và Quỳnh Cun vốn đang vướng nghi vấn hẹn hò, giờ càng làm tin đồn lan truyền nhanh hơn khi đều đam mê bộ môn thể thao pickleball. Trên trang cá nhân, Quỳnh Cun chia sẻ hình ảnh cùng hội chị em có mặt tại sân pickleball, còn khoe vóc dáng hoàn hảo trên sân. Không lâu sau đó, Bê Trần cũng đăng ảnh tham gia bộ môn này và cho biết: "Chúng tôi đã gia nhập bộ môn khá hot hiện nay." Giống như Phương Anh Đào và Tuấn Trần, Quỳnh Cun cùng Bê Trần được cho là không tung ảnh chụp chung để tránh ồn ào. Còn fan thì bán tín bán nghi chuyện hai anh chị hẹn hò, cùng nhau tới sân tập pickleball để gặp gỡ. Rõ nét hơn hai cặp đôi màn ảnh kể trên có Phương Ly, Andre và Subin cùng cô gái bí ẩn. Trước khi bị bắt gặp đi cùng nhau tới sân pickleball, Phương Ly và Andre đã bị tóm dính hình ảnh thân mật trên bãi biển. Mặc dù cặp đôi chưa chính thức thừa nhận, nhưng những hành động ngọt ngào của cả hai, đặc biệt là video ăn sữa chua bị phát hiện gần đây khiến fan chắc mẩm hai người là một đôi. Đi cùng Phương Ly, Andre còn có Subin Hoàng Sơn và một cô gái bí ẩn. Mỗi lần đánh bóng xong là Subin lại quay về ghế và ngồi ngay cạnh cô gái. Rất nhiều đồn đoán cho rằng nam ca sĩ tài năng đang trong mối quan hệ hẹn hò bí mật. Chỉ có điều hình ảnh mờ nhạt khiến cư dân mạng chưa soi ra được người ấy của Subin Hoàng Sơn là ai. Cuối cùng, một cặp đôi tình cảm rõ mồn một trên sân pickleball là Xoài Non và Gio Lê. Hai người này bị paparazzi tóm dính khoảnh khắc thân thiết, thậm chí còn nghi vấn đã khóa môi nhau trên sân tập. Suốt buổi tập, Gio Lê không ngừng quan tâm Xoài Non và khi ra về cả hai còn đèo nhau trên xe máy rất tình tứ. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Xoài Non chỉ thường xuyên khoe ân ái bên Gio Lê trong các buổi livestream, hết gọi nhau là vợ chồng. Lại bóng gió có đôi có cặp khiến cư dân mạng từ tò mò thành mất hứng và giờ thấy hơi gai mắt vì nghi vấn có mùi PR. Dù vậy, vẫn có nhiều người tin tưởng Gio Lê, Xoài Non, hy vọng cả hai có thể hạnh phúc khi bên nhau.